Hôm nay cũng là ngày đầu tiên các phường tại Hà Nội chính thức triển khai việc cấp giấy đi đường theo mẫu mới. Để đảm bảo tiến độ thực hiện kiểm soát giấy đi đường theo mẫu mới, cơ quan chức năng đã huy động tối đa lực lượng tiến hành làm các thủ tục cấp giấy qua mạng, hạn chế tối đa việc tiếp xúc cũng như tập trung đông người. Đây là mẫu giấy đi đường mới được tích hợp công nghệ QR code vừa được Công an phường Xuân Đình, quận Bắc Từ Liêm hoàn thành để chuyển tới nhà dân và doanh nghiệp trên địa bàn. Chỉ cần dùng điện thoại có tích hợp sẵn phần mềm kiểm tra, cán bộ tại các chốt kiểm soát có thể dễ dàng nắm được thông tin, cơ quan công tác, thời gian cũng như lịch trình được phép di chuyển của người được cấp. Đối với việc người dân xin cấp giấy, đối với các trường hợp thuộc diện cá nhân, thì căn cứ vào cái diện đối tượng, thì Ủy ban nhân dân phường sẽ xét duyệt, đảm bảo theo cái nhóm đối tượng và theo các chỉ quy định. Thì Ủy ban phường sẽ xét duyệt các cái trường hợp theo thẩm quyền để ký giấy đi đường, và cái việc áp dụng công nghệ thông tin để mà in ra các cái giấy để cấp cho người dân thì hệ thống đến bây giờ đã hoạt động rất là tốt. Để tránh nguy cơ dịch bệnh do tiếp xúc cũng như tập trung đông người, các đơn vị chỉ cần gửi thông tin doanh nghiệp, danh sách cán bộ nhân viên, lịch trình, điểm đầu điểm cuối qua hệ thống email. Lực lượng chức năng sẽ nhận thông tin, xét duyệt và trả giấy cho các đơn vị trong thời gian chậm nhất là 24 giờ kể từ thời điểm đăng ký. Đây là lần thứ tư Hà Nội thay đổi giấy đi đường kể từ khi áp dụng giãn cách xã hội. Mỗi một lần thay đổi gây không ít khó khăn cho người dân và doanh nghiệp. Thực ra thì không phải riêng gì cá nhân em đâu, mà là các công ty, các doanh nghiệp, các bạn nhân viên lao động khác thì cũng đều rất là gặp cái sự mà nó phiền phức một tí, bởi vì là ta quyết định nhanh quá vào cái ngày nghỉ lễ thì sẽ chuẩn bị không kịp. Tức là cái khó khăn, vấn đề là cái chủ trương của theo chỉ thị của 16 thì cái đấy thì mình phải chấp hành rồi. Nhưng mà cái việc mà đi lại mà để mà như thế này thì những cái người mà làm việc á cũng khó khăn, chứ chưa nói đến người dân. Để làm được cái thủ tục giấy tờ như thế này cũng mất rất là khá nhiều thời gian. Đại diện công an một số phường cũng cho biết kể từ sáng nay ngày 5 tháng 9, hệ thống phần mềm cấp giấy đi đường về cơ bản đã hoạt động ổn định. Doanh nghiệp có thể cử đại diện đến lấy giấy đi đường hoặc nhận trực tiếp qua cán bộ cảnh sát khu vực. Đặc biệt, lực lượng chức năng sẽ kiểm soát nghiêm ngặt thời gian đi lại của người được cấp giấy, tránh cấp phép tràn lan. Cái thứ hai là cấp đúng vùng, chỉ cấp trong vùng 1, không để các vùng đi lại vào với nhau. Và cái thứ ba là quy định chặt chẽ về giờ. Ví dụ như đến cơ quan thì chúng tôi quy định là chỉ đến di chuyển trong vòng nửa tiếng đến một tiếng, để ví dụ đi làm, rời làm từ 7 giờ đến 8 giờ. Và giờ đi về là từ 17 giờ đến 18 giờ, để đảm bảo là những giờ còn lại là anh, các đồng chí, các nhân viên đấy là phải hoạt động trong các doanh nghiệp, không được ra ngoài. Và chúng tôi đã cấp như vậy cho vì quá trình cấp duyệt, thẩm định cũng như là để tạo điều kiện cho doanh nghiệp, tuy nhiên đảm bảo đúng pháp luật và chặt chẽ. Do vậy đến nay cũng chưa cấp được nhiều, nhưng mà với cái định lượng và khả năng để đánh giá rằng là như thế này, doanh nghiệp không thể ra ngoài đường cấp tràn lan như ngày trước được. Đối với các đối tượng thuộc các tổ chức, doanh nghiệp thực hiện các nhiệm vụ công tác trong lĩnh vực dịch vụ công ích thiết yếu, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an Hà Nội cho biết tính đến sáng nay đã cấp được hơn 80.000 giấy đi đường có mã QR cho người dân. Hiện các đơn vị huy động tối đa lực lượng trực 24/24 để đảm bảo người dân sớm nhất có giấy đi đường theo mẫu mới. Tuy nhiên, vào ngày hôm qua mùng 6 tháng 9, tại một số điểm như phường Mễ Trì Hạ, quận Nam Từ Liêm, đến 21 giờ tối vẫn còn hàng chục người dân chờ để xin cấp giấy đi đường mới. Bắt đầu từ ngày 8 tháng 9, các lực lượng chức năng tại các chốt kiểm soát dịch sẽ kiểm tra và xử phạt với những giấy đi đường không hợp lệ theo quy định mới của thành phố.